Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt người dùng bằng cái mật khẩu admin. Thì để vào Windows cài đặt, mọi người lưu ý đèn như thế này là đang khóa, đèn đỏ chớp nháy thì mới là đang vào cái Windows cài đặt. Thì để vào Windows cài đặt, mọi người sẽ bấm nút sau, sau đó nhập mật khẩu admin đã cài, bấm thanh. Rồi muốn cài người dùng thì mọi người sẽ bấm số 1, bấm thanh. Rồi khi đèn hiện lên như thế này thì mọi người nhập cái người dùng muốn cài. Ví dụ như mình cài vân tay, mình sẽ nhập vân tay lên. Rồi đèn xanh lên như vậy là đã cài thành công một cái vân tay. Nếu mọi người muốn tiếp tục mọi người cài mã số hoặc thẻ từ thì cũng tương tự. Ví dụ như bây giờ mình cài thẻ từ, cài mã số, bấm thanh. Rồi đèn xanh như vậy là đã nhận nha. Còn tương tự nếu mọi người dùng thẻ từ thì mọi người cũng sẽ tích cái thẻ từ mà muốn cài lên trên vị trí này. Bây giờ mình sẽ thử lại. Đây, khi mà đèn như thế này là đã có thể sử dụng dùng người dùng để mà mở khóa. Còn nếu mà đèn chớp nháy như thế này thì mọi người nhập sẽ không mở được nha. Đây, cái này là cửa đã mở nè. Rồi mình thử lại với mật khẩu đã cài nha.